Thưa quý vị và các bạn, đến với thành phố Hồ Chí Minh, tức là đô thị Sài Gòn ngày xưa, thì có một điều mà chúng ta thường nghĩ tới, đó là những phong trào tranh đấu của học sinh sinh viên. Và Uy Liên Việt Nam cũng đã tiếp cận với những sinh viên tranh đấu. Hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cựu sinh viên tranh đấu, đó là ông Nguyễn Thanh Thành Công. Cái tên của ông cũng khá đặc biệt và nó cũng gắn liền với một cái kỷ niệm của ông mà chúng ta cũng sẽ biết ngay sau đây. Xin chào bác Thành Công. Xin chào các bạn. Dạ. Xin chào tất cả những người xem cái clip này. Dạ. Trước hết thì Union Việt Nam xin cảm ơn bác đã nhận lời tham gia chương trình và chia sẻ những cái hiểu biết của mình về một giai đoạn lịch sử, và trong đó thì cá nhân bác là một nhân vật có thể gọi là nhân vật trải nghiệm thấm đẫm trong cái bối cảnh, cái hoàn cảnh lịch sử đó. Và những cái điều mà Uyên Uyên muốn được biết thì cũng đã gửi đến để bác nghiên cứu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu có thể gọi là buổi mạn đàm. Dạ, mạn đàm cũng không đúng ạ, mà thực ra ở đây là thế hệ đi trước nói và thế hệ đi sau nghe. Em xin phép được nghe ạ. Xin mời bác. Vừa rồi cô nói rằng tôi là một cựu sinh viên tranh đấu ở thành phố. Và cái đó nó sẽ chi phối xuyên suốt những vấn đề hôm nay chúng ta trao đổi. Dạ. Do đó mà tôi thấy là trước nhất tôi phải nói về một chút xíu về lịch sử bản thân, gia đình và xã hội. Dạ. Ở cái ba chế độ. Dạ. Một chế độ gọi là chế độ quốc gia Việt Nam. Dạ. Của Quốc Trưởng Bảo Đại. Dạ. Một cái chế độ là chế độ đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Dạ. Và một chế độ còn lại và tới tận cùng của nó, đó là cái đệ nhị Cộng Hòa. Dạ. Hồi thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và dứt điểm ở cái thời Tổng thống Dương Văn Minh. Thế thì tại sao tôi quan tâm tới lịch sử xã hội, gia đình và của bản thân ở trong cái giai đoạn mà tôi từ cái thiếu nhi lớn lên thành thiếu niên 15-16 tuổi. Cái giai đoạn lịch sử, cái giai đoạn tuổi tác của tôi ở đó, nó là cả một cái dấu ấn của cái chế độ chính trị, xã hội chính trị và hoàn cảnh gia đình. Nó hình như là đã đóng một vết son rất đậm trong cả cuộc đời lớn lên của tôi sau này. Cho nên tôi xin phép là nói qua một chút thôi. Thì tôi tên khai sinh á, cha mẹ đặt là Nguyễn Thanh Công. Hồi nhỏ thì tới năm 7 tuổi thì tôi ở hai cái làng quê ngoại và nội, ở hai cái tỉnh lúc đó tên là tỉnh Sa Đéc quê nội và tỉnh Mỹ Tho là quê ngoại. Mà hai cái làng quê đó lại là trong hai cái quận, hồi đó tất cả đều bằng quận hết, tiếp giáp nhau, đó là quận Cao Lãnh và quận Cái Bè của hai cái tỉnh tôi mới vừa nói. Thì tôi lớn lên tới 7 tuổi vẫn ở hết cái làng quê nội tới làng quê ngoại, và học gọi là bình dân học vụ trong cái vùng gọi là vùng số đậu. Vùng số đậu tức là cái vùng mà quân đội Phật giáo Hòa Hảo, mà là địa phương quân của Pháp. Họ chiếm một cái phần ở lộ giao thông sát lộ, còn cái phần bên kia thì Việt Minh
là tối về. Nhưng mà ban ngày phải rút, bởi vì đám quạo nó hành quân qua, nó truy lùng cũng lắm. Tôi ở cái làng sôi đậu như vậy, cho nên tôi học bình dân học vụ. Và chữ nghĩa đầu tiên trong đời tôi thì ở cái làng quê ngoại của tôi đó. Nhưng mà tới năm 7 tuổi thì cha mẹ tôi á, phải gọi là ra tỉnh lỵ. Tỉnh lỵ tức là cái thị xã của cái tỉnh, tỉnh lỵ Vĩnh Long. Ba tôi ra để dạy học, dạy tư và dạy tại nhà, mướn nhà mà ở mà dạy. Và như vậy mẹ con tôi và các em tôi thì đều ra hết ở thành từ mùa hè năm 1951. Và đến mùa hè năm 1952 thì lại một lần nữa ba tôi phải về Sa Đéc, tỉnh lỵ Sa Đéc để mà dạy học tư, và cũng mướn nhà thuê ở đó, và cả nhà lại dời vào Sa Đéc, dời đến Sa Đéc. Sa Đéc Vĩnh Long thì chỉ có 24 km. Thì tại Sa Đéc đó thì ba tôi dạy học, cũng như hồi trước dạy ở Vĩnh Long thì toàn bằng tiếng Pháp, dạy luyện thi môn toán cho những học sinh tiểu học mà thi vào trung học. Và chương trình lúc đó mặc dù là chương trình chuyển tiếp qua Việt Nam, nhưng mà tất cả đều cũng phải học bằng tiếng Pháp hết. Và ba tôi giảng toán để luyện thi cho học trò cũng bằng tiếng Pháp. Mà bản thân tôi á, cũng giờ như vậy, cho nên thật sự ra tôi biết đọc biết viết tiếng Pháp trước khi tôi biết đọc biết viết bằng tiếng Việt. Lúc mà ở làng quê thì ba tôi ở nhà dạy trước, và vô học bình dân học vụ thì tôi không biết tiếng Việt Nam nào hết. Tôi không biết chữ Việt Nam hết, tôi không viết được cái gì hết á. Cho nên tôi phải học bình dân học vụ tiếng Việt để tôi biết viết tiếng Việt. Đấy thì trở lại ở Sa Đéc thì ba tôi tới năm 1953 thì ba tôi thi vào cái gọi là cái ngạch thư ký hành chánh và đậu để được bổ làm việc trong cái tòa gọi là tòa bố chính, tức là một cái thứ tòa hành chánh mà để điều hành cả một cái tỉnh. Ở đời ba tôi mà làm thư ký ở tòa bố Sa Đéc, nó tắt là tòa bố, thì ông Nguyễn Văn Kiết là một ngạch đốc phủ sứ, là tỉnh trưởng Việt Nam đầu tiên của tỉnh Sa Đéc. Chứ còn trước đó thì ở Vĩnh Long cũng như ở Sa Đéc trước đó đều là người Pháp làm tỉnh trưởng, gọi là ông bố, tức là ông tòa bố. Thì năm đó thì ở Vĩnh Long cũng đồng thời một tỉnh trưởng Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm chung với ông Nguyễn Văn Kiết. Thì ba tôi làm ở đó cho tới 1957. Thì chế độ tổng thống chế đệ nhất Cộng Hòa của ông Ngô Đình Diệm, ông đổi tên một số tỉnh để ông xóa đi cái dấu vết kháng chiến. Và tỉnh Sa Đéc á thì nó có cái quận Cao Lãnh, là cái quận quê nhà tôi đó, quê nhà nội tôi đó, là cái quận kháng chiến. Cho nên là ông ta mới chuyển cái tên Sa Đéc á, và lãnh địa Sa Đéc á, biến thành một quận của tỉnh Vĩnh Long. Còn cái phần mà gọi là quận Cao Lãnh mà nặng nề kháng chiến đó thì ông ta đưa thành là cái tỉnh Kiến Phong, chứ bỏ đi cái hiệu là quận Cao Lãnh nữa. Và ngay cái chỗ mà gọi là quận Cao Lãnh thì ông ta cũng đổi tên là quận Kiến Văn để xóa đi bớt cái dấu vết ảnh hưởng của kháng chiến ở vùng đó. Đấy thì khi ba tôi về Vĩnh Long và về Sa Đéc thì tôi ra tỉnh tôi học.
Thì học hết tiểu học thì lên trung học để nhất cấp, tức là một cái thứ trung học cơ sở của bây giờ. Tôi học trung học để nhất cấp ở Sa Đéc 3 năm thôi, chứ khóa học của nó là 4 năm. Thì 3 năm rồi, thì tới năm 1957 á, khi mà cái tỉnh Sa Đéc không còn và biến thành quận Sa Đéc thuộc tỉnh Vĩnh Long, thì ba tôi nhờ một người họ hàng làm quan tòa ở Sài Gòn vận động để chuyển về làm việc tại Sài Gòn. Và vì vậy cho nên khi cái tỉnh Sa Đéc bị giải thể thành quận Sa Đéc thì ba tôi về Sài Gòn để làm, và làm một viên chức hành chánh của Sở Nghiên cứu Hành Pháp chế Bộ Nội vụ. Sở Nghiên cứu Pháp chế Bộ Nội vụ. Chứ còn sở nghiên cứu mà gọi là chính trị là của Trùm Đặc vụ Huỳnh Kiên Tuyến thì không dám. Sở đó nó thuộc Tổng thống phủ chứ nó không phải thuộc Bộ Nội vụ. Thế thì như vậy là những năm tôi ở tỉnh, từ làng quê ra tỉnh, rồi từ tỉnh lên Sài Gòn, trước khi lên Sài Gòn, thì tôi được rất nhiều người thầy mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ tên họ và phong cách giảng dạy, cũng như cái nội dung mà mấy ổng giảng cho tôi ở cái tiểu học với cái trung học để nâng cấp á. Giảng toàn là những chuyện để đời không à, là hay ho. Không phải ổng truyền đạt cái kiến thức như là một cái máy ghi âm phát lại, mà ổng còn lý giải là tại sao cái diễn tiết nó như vậy. Và ổng, phần lớn các ông thầy của tôi đều là lý giải theo cái kiểu kêu bằng tiến bộ. Chính vì cái chỗ đó mà từ lúc mà ở tuổi 7 tuổi cho tới 14, 15 tuổi, tự nhiên tôi tự giác ngộ là chính trị xã hội để hiểu lịch sử của đất nước nói chung và lịch sử của địa phương của mình nói riêng. Và cái chuyện đó nó đeo đẳng với tôi mãi. Đây không nói cái chuyện về mặt văn học, thì mẹ tôi cũng là một người có học. Lúc tôi 4-5 tuổi thì mẹ tôi đã dạy tôi thuộc lòng, nghĩa là ông bà nói một câu thì tôi đọc lại một câu cho đến khi nào tôi thuộc thơ truyện Kiều. Và bà lý giải cho tôi hiểu là cái đó nó nói cái gì lúc tôi còn 4-5 tuổi. Và vì vậy cho nên mẹ tôi là người cô giáo, người thầy, và bà vẫn làm cái chuyện đó về những cái kinh nghiệm đời của bà trong cuộc sống để tôi cho tới năm tôi 20 tuổi. Tóm lại, ở cái giai đoạn đó, trong cái hoàn cảnh lịch sử như tôi đã qua, thì có rất nhiều cái dấu ấn lịch sử từ tuổi thiếu nhi đến tuổi thiếu niên, mà trong cái xu hướng phân tích tiến bộ nó ảnh hưởng đến tôi. Còn trong văn học thì mẹ tôi dạy tôi cái tánh gọi là lãng mạn xã hội, mà sau này tôi sẽ dùng cái chữ gọi là lãng mạn cách mạng. Nhớ là lãng mạn cách mạng, xin lỗi, là tôi dùng cái chữ là cách mạng lãng mạn. Bởi vì nếu mà lãng mạn cách mạng có nghĩa là làm cái lãng mạn lung tung trong cái hoạt động cách mạng. Còn nếu mà cách mạng lãng mạn tức là biết mơ mộng cao xa hơn trên con đường làm cách mạng. Tôi phải nhấn mạnh cái tuổi thơ đó trong 10 phút vừa rồi, cũng vì muốn nói là sau đó thì lên Sài Gòn ở từ 1959. Ba tôi phải về năm 57, nhưng mà đến năm 1959 thì ba ông mới mua được nhà ở trên này. Và ở cư xá Lữ Gia đó, thì ông mua được cái nhà trả góp số 44 cư xá Lữ Gia. Và tới năm 1959 tôi mới về Sài Gòn. Cả gia đình, mẹ con, anh em đều về Sài Gòn hết. Lóc nhóc về, một người ở tỉnh lẻ về như một gánh, như là leo nheo lóc nhóc. Mẹ tôi nói là
gia đình mình giống cái gánh hát bầu tèo quá. Cái gánh hát bầu tèo theo cái nghĩa Nam Bộ có nghĩa là lúng thủng lôi thôi, nhưng mà vui vẻ. Đấy thì về mặt mà lịch sử, xã hội, địa lý và về mặt văn học thì tôi phải kể ra như vậy. Và những cái đó suốt đời tôi cho tới ngày nay hình như cũng tôi cũng không thể nào xóa nhòa gì đi được hết đó. Nhất là cái vấn đề mà cách mạng lãng mạn. Sau này đi vô hoạt động cách mạng, tôi vẫn nghĩ những cái mà hơn cái điều mà cách mạng làm đó. Và tôi phấn đấu vươn lên cái đó. Mặc dù cái đó vẫn là mông lung, đa phương đa chiều chứ không phải chỉ đơn chiều đơn cực theo chủ nghĩa Mác Lênin. Không có. Suốt đời làm cách mạng và cho tới ngày nay già rồi thì tôi hình như vẫn giữ cái xu hướng gọi là tư duy sáng tạo lãng mạn đó. Thôi rồi, là tôi cần nói qua như vậy. Thế bây giờ nếu cô đặt ra cho tôi câu hỏi như tụi cô đã đưa, đầu tiên là cái duyên gì, đây là câu hỏi thứ nhất mà cô đã đưa ra, cái duyên gì khiến cho tôi đi vào cái hoạt động cách mạng tại đô thị, là tại đô thành Sài Gòn này? Thì thật ra chả cái duyên gì hết, bởi vì không phải tình cờ gặp gỡ, mà là tôi cố ý tìm đến. Tôi cố ý tìm đến để xin theo, chứ không phải là người ta tìm đến tôi để vận động tôi. Tại sao tôi cố ý tìm đến để xin theo? Bởi vì 6 tháng đầu năm 1966, sau khi ở giữa năm 1965 Mỹ đã trực tiếp vào Việt Nam mở rộng chiến tranh, thì 6 tháng đầu năm 66 tôi đã có ý thức về chính trị xã hội từ nhỏ, cho nên tôi thấy mình là người Việt Nam biết tự hào với lịch sử dân tộc. Thì cái lòng tự hào tự trọng của người Việt Nam, tôi gọi là người Việt Nam, ông Nguyễn Hiền Lê ông gọi là người Việt Nam tôi lại quên lãng nha. Bởi vì cái từ này của ông Nguyễn Hán Lê viết là tựa của cuốn sách là người Việt Nam cao quý. Thì hồi đó ông viết cuốn sách đó và tôi đọc, và tự nhiên nó cộng thêm với những cái ở bản thân tôi, khiến cho tôi thấy tôi bị tổn thương nặng nề về tự hào tự trọng của một người Việt Nam cao quý. Và vì vậy cho nên tự nhiên là tôi muốn Mỹ đi về đi, để cho cái chuyện Việt Nam hai bên của người Việt Nam tự giải quyết. Mà cái hoàn cảnh và ý thức chính trị của tôi tới năm 1956 thì tôi nghĩ là phải đứng ở giữa, thương lượng giữa những người Việt Nam đàm phán để cuối cùng lập ra một chế độ gọi là trung lập, không cộng sản mà cũng không tư bản, không Nga Tàu mà cũng không Mỹ Pháp. Thì tôi 6 tháng tôi hoạt động và tôi đi đến chỗ vận động để lập đảng. Lập đảng của riêng mình ạ? Lập đảng để được mà chiến đấu và đấu tranh là mời Mỹ gì à? Để người Việt Nam giải quyết với nhau và tiến tới cái chuyện thành lập một cái chế độ là trung lập, và tự người Việt Nam lo chuyện Việt Nam mà phát triển đất nước. Thì tôi đi vận động cho cái chuyện đó đến chừng 5 người bạn đó thôi.
là những người bạn gọi là thân tín nhất á, thì mình mới dám nói. Dạ. Và như vậy tôi là người thứ sáu, chúng tôi là sáu cái thành viên gọi là sáng lập cái phong trào chống Mỹ và vận động thành lập miền Nam Việt Nam trung lập. Tiền đâu tôi làm, tự nhiên vì mình hăng chí và mình có ý chí cho nên mình xuất tiền túi mình ra mình làm. Bạn bè cũng vậy, làm cái gì trước hết đó là phải in ấn tài liệu rồi soạn thảo cương lĩnh rồi này kia, rồi soạn thảo chương trình hành động rồi vân vân, rồi mới đem đi những cái tài liệu đó mới đem đi vận động đối tượng này, vận động đối tượng kia gia nhập, hay là trong các tôn giáo thì vận động các ông sư các linh mục ủng hộ. Còn trong sinh viên thanh niên thì vận động mà bạn bè người nào mà mình nhắm đi biểu tình nha, viết rồi dòm thấy đứa nào với đứa kia dòm thấy biết rồi thằng này hoặc là đã làm theo việc vọng rồi hoặc là còn lớn á thì rủ hết đó. Thì cái cuộc vận động của tụi tôi trong cái hướng đó của năm cái đứa cách mạng lãng mạn này á, nó chạy tới đâu hết, tới giữa năm 1966 tôi gọi là nó bị chìm nghiễm trong cái phong trào đấu tranh chống chiến tranh và chống Mỹ mở rộng chiến tranh của cả nước, mà mạnh nhất á là phong trào Phật giáo miền Trung đấu tranh. Cái phong trào này á, nó phát xuất từ cái lý do là một là Mỹ nhảy vô Việt Nam thì nhảy ngay cái miền Trung. Khiến cho dân miền Trung á gánh chịu nhiều cái tệ nạn lắm. Cái nạn thứ nhất á là ngoài Bắc người ta vô á, thì ngay cái ngã đầu là miền Trung là phải quánh dữ dội với cái quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Và hai á là thằng Mỹ á, quân đội Mỹ, tôi xin lỗi kêu tôi thằng Mỹ riết quen rồi, ở quân đội Mỹ lúc đó nó tràn ngập ở cái địa đầu của cái quân khu 1 hay gọi là vùng 1 đó, là để chặn cái đường tiếp tế từ Bắc qua Lào mà vô Khe Sanh. Cho nên dân miền Trung chịu đựng cái thảm cảnh nhiều lắm, thảm cảnh chiến tranh của hai bên, một bên Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ và một bên là ở ngoài Bắc xâm nhập. Cho nên người Phật giáo miền Trung thì biết rồi, họ cũng có cái truyền thống yêu nước nhất định. Nhưng cái điều quan trọng là họ không chịu thấu cái tình trạng chiến tranh đó, phải gánh chịu nặng nề như thế. Cho nên người Phật giáo từ cái hiền hòa trở lên thành ra là nhiệt huyết để đấu tranh chống lại và mưu cầu một cái chuyện là phải chấm dứt chiến tranh, mà trước hết là ở miền Trung. Cái chuyện này không có chủ trương gì hết á của ông ngoại Bắc đưa vô trên rồi, cũng không có chủ trương nào hết trong mặt trận Việt Nam luôn á. Đây là một cái phong trào tự phát của quần chúng nhân dân Đạo Phật. Dưới sự lãnh đạo của những vị sư, những thượng tọa, những đại đức tăng ni tiến bộ. Dĩ nhiên tiến bộ tôi nói theo cái nghĩa là họ không phải là ngã theo phía tả, mà tất nhiên họ chống phía hữu để họ giữ cái con đường ở giữa. Và chính vì cái chỗ đó mà cái phong trào Phật giáo phát lên, thì ngay lúc đầu á, cả một bộ phận của sư đoàn 1 nó phản chiến. Sư đoàn 1 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở cái quân khu 1 nó phản chiến, và thậm chí nó là gọi là trở cờ ủng hộ phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân Phật giáo, là
ủng hộ bằng cả là đạn dược vũ khí mà nó mang về để nó chống lại cái chính quyền Trung ương sắp sửa kéo quân ra ngoài Trung đàn áp Phật giáo miền Trung. Chính quyền Trung ương lúc đó thì do gọi là chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tức là thủ tướng, là tướng Nguyễn Cao Kiệt. Thì cái phong trào Phật giáo miền Trung nó dữ dội lắm, bởi vì nó có lý tưởng rất rõ rệt về mặt chính trị xã hội, chứ không phải chỉ là vì cái việc mà cái uy thế của Phật giáo bị giảm do cái chuyện là đầy dẫy cái chiến tranh xảy ra miền Trung đâu. Nó có một cái lý tưởng, một cái ý chí chính trị xã hội rõ rệt là để cho nhân dân